Chút khó khăn đánh thức tình thương và lòng từ bi trong chúng ta. Alo. Chào, kính chào sư phụ, kính chào sư phụ. How Quý vị khỏe không? are you? Rất khỏe ạ. À. Cảm ơn sư phụ. Sư phụ có khỏe không ạ? À? Tôi khỏe, tôi khỏe. Tôi khỏe. Bế quan không lạnh quá chứ hả? Đêm qua trời hơi lạnh ạ, à, nhưng hôm nay thật sự tốt. Vậy được. Hôm qua gió nhiều. Hôm nay tốt hơn. Dạ. Rồi, bây giờ tôi sẽ nói tiếng Hoa. Chào mọi người. Kính chào sư phụ. Hôm qua gió nhiều vậy mà quý vị vẫn đến bế quan ạ. À. Dạ. Hôm qua hơi khó khăn phải không? Hôm nay có đỡ hơn không? Ấm phải không? Quý vị vẫn ổn chứ? Vâng, hôm nay ấm ạ. Tôi rất cảm động, rất hãnh diện trước lòng thành của quý vị. Vậy nên hôm nay tôi vẫn cố gắng gọi nói chuyện với quý vị. Cảm ơn sư phụ. Không dễ lắm đâu, tôi có rất nhiều công việc. Hôm qua gió rất nhiều, còn ở đó thì sao? Chỗ tôi ở gió nhiều lắm, còn quý vị ở đó thế nào? Cũng rất nhiều gió ạ. À. Dạ ổn thưa sư phụ, không sao chứ? Nơi đó có phong thủy tốt. Thành ra đạo tràng vẫn còn sau mấy chục năm. Bây giờ tôi sống trên một hòn đảo nhỏ ở đây. Đảo có hang. Cũng không đến nỗi, phong thủy rất tốt. Rất nhiều gió, phong và có nước bao quanh thủy. Vậy nên gió nước chứa chan. Vì trong hang động của tôi đang sống có hai cái gọi là cửa đối diện nhau. Gió tha hồ thổi qua. Tôi bảo họ đây là xa lộ cho gió. Xa lộ gió. Thành ra tôi mới nói gió thổi không ngừng, còn nước thì tràn trề. Thành ra phong thủy dồi dào phong phú rất tốt. Phong thủy tốt có nghĩa là vậy. Phong thủy ở đây thật sự tốt. Hang động có hai cửa, nhưng không hẳn là cửa, chỉ là hai lỗ hổng. Vậy nên gió thổi tự do. Gió ghé thăm rồi về, vô ra như vậy, hoàn toàn tự do. Và còn có hai lỗ hổng, gọi là cửa sổ, không có gì che chắn. Vì vậy, gió tự do thổi qua các cửa ra vào, hoặc cửa sổ, từ mọi hướng. Và rồi nước, dĩ nhiên nước bao khắp chung quanh, bởi vì đó là một hòn đảo nhỏ, có nước khắp chung quanh. Và khi trời mưa, nước cũng rơi từ trên nóc xuống. Cho nên phong thủy, gió và nước thật là dồi dào. Có lẽ mình tắm ở đó cũng được, không cần mang theo nước. Nếu muốn tắm thì có thể tắm nơi nước nhỏ xuống, rất tiện lợi. Thành ra tôi nói phong thủy rất tốt. Thật ra một chút khó khăn cũng tốt cho sự tu hành của mình. Giống như tôi hôm nay, tôi lau mình đã nhiều tuần, tôi không thể tắm hoặc gội đầu bởi vì quá bận. Tôi bận rộn lo cho chỗ mới và lo liệu nhiều vấn đề khác nên không có thời gian. Hôm nay tôi mới có thể đi tắm, gội đầu và cắt móng tay. Ồ, cảm thấy thật dễ chịu. Vì vậy, tôi nghĩ tới quý vị và cảm thấy thương quý vị. Có lẽ quý vị cũng bận như vậy mỗi ngày. Chỉ có điều, chúng ta bận những thứ khác nhau. Tôi bận cho toàn thế giới, quý vị cũng bận cho thế giới, nhưng là thế giới của chính mình. Không sao, tất cả chúng ta đều bận và thông cảm lẫn nhau. Hôm nay tôi nghĩ
Bất kể là hoàn cảnh gì, tôi vẫn còn khá hơn rất nhiều người. Hòn đảo này rất mới, chỉ mới có 30 năm. Nó chỉ mới hiện hữu 30 năm, không có hòn đảo nào như vậy trước kia. Tôi cảm thấy rất thoải mái và may mắn là có thể nói chuyện với quý vị qua điện thoại từ nơi đây. Bằng không, đôi khi điện thoại di động ở đây không nghe gọi tốt cho lắm. Nó chỉ nghe gọi được khi nào nó muốn thôi. Nó ngừng khi nó không muốn. Dĩ nhiên, đời sống hang động không phải sang trọng gì. Nhưng chúng ta có thể sống với ít đồ đạc hơn trong đời. Chỉ cần vừa đủ thôi. Chúng ta khá hơn rất nhiều người rồi, và nếu có thiếu chút phương tiện vật chất thì chúng ta sẽ có nhiều tình thương và lòng từ bi hơn đối với những người có hoàn cảnh thiếu thốn hơn. Vì vậy, thiếu tiện nghi vật chất không nhất thiết là một điều không tốt. Tùy theo cách mình nhìn nhận sự việc, trong hầu hết hoàn cảnh, chúng ta đều tìm thấy được những mặt lạc quan. Hôm nay, tôi thấy tin trên truyền hình của Thần Sư. Một số người lao động mỗi ngày đều phải thức dậy từ rất sớm và xếp hàng ở nơi nào đó chờ việc làm. Đôi khi có việc, đôi khi không. Nên các công nhân này rất đáng thương. Nếu không có việc thì họ không có tiền, biết không? Dạ biết. Vậy nên nếu có công nhân nào đến làm việc cho quý vị thì hãy rộng lượng với họ nhé, tặng họ thêm tiền. Đó là điều tôi thường hay làm. Vì họ không thường xuyên có việc để làm và chúng ta không phải lúc nào cũng có cơ hội giúp họ. Dạ. Cho nên, bất kể hoàn cảnh ra sao, có việc để làm và có nơi để chúng ta che mưa, che gió thì đã là tốt lắm rồi. Khi trải nghiệm một chút gian khổ, mình mới cảm thông với những ai kém may mắn hơn mình. Tôi không có ý nói quý vị nên sống nghèo khó, không. Ý tôi là bất kể trong hoàn cảnh nào, hoặc mình có thiếu thốn thứ gì, chúng ta vẫn còn khá hơn rất nhiều người rồi, hiểu không? Dạ hiểu. Điểm chính là nên tinh tấn tu hành và trở về ngôi nhà thật của mình. Đó mới thật sự vĩnh cửu, tự do tự tại và sung sướng mãi mãi. Được rồi, tôi chỉ muốn nói lời chào và chúc quý vị tu hành tiến bộ mỗi ngày. Đi bế quan khi quý vị có thời gian. Tôi không thể thăm quý vị quá thường xuyên. Có lẽ sau này, có lẽ khi chỗ mới sẵn sàng, sau đó mọi người có thể đến. Như vậy sẽ thoải mái hơn. Dạ. Cảm ơn sư phụ. Bây giờ họ đang sửa chữa và dựng thêm nhiều mái che lớn. Trong tương lai, nếu không quá đông người, thì mấy tòa nhà là đủ rồi. Đã có sẵn nhiều tòa nhà ở đó. Không nhiều, nhưng đủ cho 2-3 ngàn người. Chỉ không đủ khi trời mưa hoặc lạnh, không đủ cho quá đông người. Chẳng hạn như kỳ bế quan Giáng sinh vừa rồi, không đủ. Nhưng bây giờ họ đang cố gắng dựng thêm mái che. Có lẽ sau đó sẽ ổn. Quý vị cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Dạ. Không nhất thiết tôi phải có mặt ở đó. Sư phụ mãi mãi ở bên quý vị. Cảm ơn sư phụ. Chúng ta chỉ xa mặt, nhưng không bao giờ cách lòng hay xa cách về tâm linh, biết điều đó chứ hả? Dạ biết. Được rồi, vậy khi quý vị về nhà, hãy tiếp tục tu hành chăm chỉ. Khi quý vị mang công đức về nhà, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến gia đình quý vị một cách tốt lành và mang may mắn cùng từ trường tâm linh tốt.
tới gia đình và môi trường của mình. Chúng ta ảnh hưởng họ càng nhiều càng tốt. Tham dự quý quan, quý vị sẽ đạt được công đức và tiến bộ, đúng không? Dạ, đúng. Tất cả quý vị có kinh nghiệm này chưa? Dạ rồi. À, đó là lý do quý vị đến bế quan thường xuyên như vậy. Cho dù tôi có mặt ở đó hay không, quý vị vẫn tiếp tục bế quan. Thế mới đúng. Tôi hãnh diện về quý vị. Cảm ơn sư phụ. Họ cho tôi biết rằng chỗ mới vẫn cần 2-3 tháng thì mới sẵn sàng. Vậy mình tiếp tục ở lại Tây Hồ. Dạ. Nếu quý vị nghĩ nơi đó quá lạnh thì cao hùng cũng được. Tôi cũng đã ở đó một thời gian. Dạ. Chỗ nào cũng là nhà của quý vị. Dù gì mấy nơi đó vẫn là nhà tốt nhất trên địa cầu này. Dĩ nhiên khi chúng ta trở về ngôi nhà thiên đàng của mình thì sẽ còn tốt hơn nữa. Tiếp tục tinh tấn, làm người tốt và thành tâm thì tôi chắc chắn sẽ đưa quý vị tới thiên đàng mới được sáng tạo. Cảm ơn sư phụ. Nơi đó huy hoàng, diễm tuyệt và phúc lạc hơn bất cứ thiên đàng nào. Rồi, thế thôi. Tôi sẽ để quý vị đi ăn và về nhà nghỉ ngơi. Đừng để người nhà quý vị chờ quá lâu và còn xe buýt nữa. Cảm ơn sư phụ. Không có gì. Có lẽ tôi sẽ gặp quý vị vào Tết Nguyên Đán nhé. Dạ. Mọi người muốn nói xin sư phụ bảo trọng. À, tôi có tự bảo trọng rất tốt. Dạ. Không vấn đề gì. Ở đây phong thủy tốt. Phong nghĩa là gió. Gió rất rất lớn. Còn thủy nghĩa là nước ở khắp nơi quanh tôi. À, không vấn đề. Chúng ta nói phong thủy tốt. Chúng con vui khi nghe điều đó thôi sư phụ. Quý vị vui vậy tốt, tôi vui khi quý vị vui. Cảm ơn sư phụ. Được rồi, bây giờ tạm biệt mọi người. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt các con ngoan. Cảm ơn sư phụ. Tạm biệt sư phụ. Tôi thương quý vị, chúng con cũng thương sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Tôi thương quý vị, thật sự thương quý vị. Sư phụ, chúng con thương ngài. Hẹn gặp lại, tôi hy vọng vậy, vào dịp Tết nhé. Dạ. Sư phụ luôn ở bên chúng con. À, dĩ nhiên rồi. Cảm ơn sư phụ. Quý vị biết điều đó như vậy tốt. Được rồi, chào nhé. Dạ, chào sư phụ. Thương. Thượng đế gia trì. Thượng đế gia trì quý vị. Cảm ơn sư phụ.